đồ ăn vặt thầy giáo bà. Cái này tôi tự búng phê chứ điếu ai búng. Nhìn hóa đơn cho uy tín này. Da heo, cơm cháy, mực diêm. Trong này thầy bà có ghi đừng chơi với Sena kẻo hư đấy con. Búng phép tôi chả ghi cái đấy gì cả. Làm miếng da heo cho da mặt có dày, cãi nhau với anti cho vui. Đóng nắp thiếc đoàn hoàng nha, cậu bộ điểm. Mùi da heo nhà làm cũng ngon, thử luôn miếng. Ngon lắm, da heo nhà này rất đặc biệt. Da heo của thầy ba rất mềm, rất xốp. Nó không bị dai như các da heo nhà khác đâu. Gia vị nó bao đẫm quanh miếng da heo này. Đượm vị luôn á, không dai nên chơi cả hai miếng. Tuyệt vời, món này cả 10/10. Cơm trái mắm tỏi, miếng cơm trái cực kỳ to, tuy nhiên là không đều gia vị lắm các bạn nhìn này. Mặt trước có hành này, mặt sau không có hành này. Ngon, giòn, xốp, cắn nó rất là mềm, nó không bị dai, nó không bị cứng. Gia vị thì đúng như tôi nhận xét, phía trước thì rất đậm đà, phía sau thì nhạt. Tiếc là cái này không có chả bông, rắc thêm ít ruốc chả bông lên đây thì tuyệt vời. Việt Nam nghĩ là làm chôm ít ruốc hiếm hoi còn sót lại của ông bố. Không biết ngày mai có bị gạch tên ra khỏi gia phả không. Cơm trái có ruốc, quá ngon luôn. Đậm đà trên từng cái mu tay. Mix da heo với cơm trái. Hai cái này đều là mắm tỏi các bạn. Vị mắm tỏi, cháo gì hay cả. Mực gì me. Rất nặng mùi mực. Nói thật là không dễ ngửi một tí nào. Nhìn nó được bọc xung quanh bởi một lớp ớt này. Thử một miếng nhiều ớt nha. Ăn vào nó không cay lắm đâu. Nó như kiểu bọc một lớp mứt ngọt ngọt bên ngoài ấy. Thử một miếng toàn mực. Chả thấy vị ngọt của mực đâu. Mực lại hơi mỏng nên khi chia lên nó bị khô, nó bị vỡ, nó bị vụn nha các bạn ạ. Nó hơi bã bã. Nó chỉ đậm gia vị rồi. Đây bây giờ tôi sẽ móc con dày nhất để cho các bạn xem này. Và thứ này thử nhá. Còn tỏi ít ra nó còn có tí vị mực. Cái gia vị số mè thầy ba rất ngon luôn. Chua chua ngọt ngọt, hơi cay cay. Anh em nào không ăn được cay vẫn có thể chén vô tử. Còn ưu điểm nữa, mực nhà thầy ba không bị hôi. Bình thường các loại mực nhỏ nhỏ mà kiểu loại loại này, người ta đừng để lâu nó chảy nước là nó hôi lắm. Xanh xòi quá nhỉ. Ôi trời ơi. Bà không cay lắm nhưng mà ăn nhiều nó tái mồi. Các món nhà thầy ba hôm nay đều rất vừa miệng, đặc biệt hai món này nó cứ bị mềm xốp kiểu gì ấy, ngon hơn hẳn các nhà khác.